Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2020. Thì một vườn trái cây này người ta trồng nhiều loại này. Đây là quýt này, chanh. Còn đây là bơ này, sầu riêng này. Đấy, vườn này quá đẹp luôn. Hệ thống tưới tiêu các thứ đầy đủ này. Đang trồng. Đang trồng bơ, trồng sầu riêng, mãng cầu. Chanh. Đây. Cái này là diện tích là 1 hecta quý vị nhé. Có đất ở. Em ơi, đây có bao nhiêu mét đất ở nhỉ? Bao nhiêu mét đất ở? 300. Có 300 mét đất ở. 300 mét đất ở. Sầu riêng này là bói rồi. Có cây bói rồi. Là cái năm thứ tư, năm thứ năm rồi đấy. Ngay về chăm sóc thì là cuối năm là có này. Có sầu riêng ăn này. Sầu riêng này đúng là quá tươi tốt luôn. Đất đỏ đẹp. Đường thì hiện tại đường vào đất thì là đường đất thôi, nhưng mà ô tô vào thoải mái quý vị nhé, ô tô vào được, không quá khó khăn. Đây, sầu riêng trồng theo hàng theo nối. Còn cái hàng này là hàng bơ. Đây ô tô, đây ô tô 7 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ vào thoải mái luôn. Đây, giếng này, giếng nước. Đây bơ. Đây. Xung quanh đã rào lưới B40 rồi. Đất đẹp thật luôn ạ. Quá đẹp. Quá đẹp đây. Lưới B40. Bên kia người ta là trồng tiêu. Bên này thì trồng sầu riêng. Vườn này quá đẹp. Hay về chăm sóc 1-2 năm là được ăn. Thu hoạch lớn luôn. Sầu riêng thì lúc nào cũng có giá. Đất của mình lên đây là ranh giới của cái hàng dâm bụt này. Bên kia trồng tiêu, trồng bưởi đây. Đây là dạng chanh. Chanh là có trái này, chín luôn rồi đó. Sầu riêng bói rồi. Cây kia vừa nhìn thấy có quả. Nối vào đây có một căn, có một cái chòi để trông coi vườn tược quý vị để nghỉ ngơi, tưới mệt quá đến cho nghỉ. Có cây sầu riêng ở ngay cạnh nhà là bói rồi. Này, vườn này quá đẹp quý vị. Đấy, cắm vòi vào đây để tưới này. Đây thì chưa có hệ thống tưới tự động. Em bảo anh quay xe nó. Đây cây này, cây này to này, giáp nhà luôn. Giáp nhà luôn là có trái này. Bói đây này. Đây này. Đó. Đấy, cây này hơi bị nhiều hoa này, hoa hết rồi đó, là chuẩn bị. Còn đây đường ra đây,
cái bờ tường ấy là cái nối cổng vào. Bên hông là nó có một con hẻm. Đi vào trong kia nó còn nhiều lô đất khác nữa. À 300 mét luôn. Tức là cái mặt mặt đường hẻm này là tới 300 mét. Cái này chạy thẳng dài xuống dưới là 300 mét quý vị nhé. Rất là rộng. Dài mặt đường. Cái đường này các thứ ô tô đi thoải mái. Vườn này quá đẹp luôn. Đấy, sơ bộ là như vậy. Đây. Đây là nó ôm cái đường này nó ôm theo cái mảnh đất của mình. Đi sâu bên trong. Đấy. Đây là đi quanh cái đất. Đây bên đây có con hẻm đây. Đây sầu riêng đẹp thật. Giá chào bán cho 1 hecta vườn trái cây này là 7 tỷ rưỡi quý vị nha. 7 tỷ rưỡi. Quá đẹp luôn. Đấy, đi sâu vào bên trong kia nữa. Hình như dưới này có con suối đúng không? Bên đây suối. Còn lô đất kia mấy xăng. Đây, sơ bộ vậy đây. Đấy, quay lại một vòng nữa để cho quý vị hình dung được. Rất là rộng. Đấy, nhà cấp 4 ở kia. Nhà cái tròi ấy. Đây. Trồng theo hàng theo lối luôn. Đây là bơ này. Đấy. Theo hàng theo lối. Đây là sầu riêng này. Đấy. Đấy cứ một dạng bơ, một dạng sầu riêng này. Chanh. Chanh thì ở giữa. Thế thì giá chào bán cho một lô đất này là có thổ cư rồi, 300 mét thổ cư. Diện tích tròn chỉnh là 1 hecta là 7 tỷ rưỡi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video lần sau. Ok.